Đây, đồng hành cho tôi đây. Cái bãi xanh này, cái bãi xanh mọc trong năm rồi, năm nay nó mọc hết trời. Nước nhà ở Mỹ gì nè, nhà người ta cách xa nhau gì nè, nó cũng không có xa gì mấy. Có chỗ sân, chỗ đầu xe, bãi cỏ, đường dành cho người đi bộ. Và phía ngoài đường đó, một bên thì để cho xe đậu được, còn một bên không có cho xe đậu được. Đây nước Mỹ đẹp không mọi người, nhưng mà thấy đẹp nhớ ủng hộ xem chừng nhé. Mùa này rất là đẹp. Đây, hai chàng trai chuẩn bị đi.